Em tiếp tục vừa khui thùng được mấy đôi, nó sắp tối rồi. Hiện giờ 5 giờ kém buổi tối rồi. Nên là quay vội cho quý vị nhé. Hàng còn rất là nhiều. Khui vội hai đôi này cho quý vị. Còn hàng thì còn chật kín một xe luôn nhé. Xe em toàn chở hàng. Đây, bắt đầu giới thiệu cho quý vị bắt đầu từ con đầu tiên này. Đây em nói em vừa tháo khui vít ra để cho quý vị xem, bởi vì con đó là loa toàn giải ê căng liền quý vị nhé. Này ê căng liền quý vị nhé, quý vị nhìn này, đến con vít nó cũng đẹp chứ không phải là nhé, nó zin từ con vít luôn nhé. Đây bắt đầu từ con loa này. Vâng, cứ đi vâng, cứ đi vào thoải mái. Bắt đầu từ đôi loa toàn giải này các bác nhé. Đây, con này là ê căng liền nhé. Ê căng này, liền nhé. Các bác về thích thì các bác làm ê căng dán cũng được tùy. Nhưng hiện tại là nó là ê căng liền nhé. Thế nên là em đã khui thùng ra bên này ra cho quý vị kia. Đây, phía sau của em nó đây. Phía sau, em quay phía sau của đôi này ra. Báo cáo quý vị đây, em nó chiều ngang 1 này, 2 này, chiều ngang của em nó là 38 nhé quý vị nhé. Nó đang 40 rồi. 38 35. Đây, ở phía sau của em nó đây. Đây là đôi loa BA nhé, thiết kế với 3 way. Model là 1001. Hàng này thì quý vị cứ tham khảo nhé. Phải nói là quá là chất luôn. Loa toàn giải luôn quý vị nhé. Nhớ luôn là em nó là loa toàn giải đấy quý vị ạ. Nhé. Đây, đây em đã khui thùng. Đây, đây là phía sau tinh chỉnh của em nó. Đây, tất cả còn zin hết nhé. Zin từ cái tem G của em nó luôn. Gỗ thử mùi thơm phức. Vàng ươm. Em bắt đầu lột đây. Trong của em nó đựng toàn bông. Đấy, quý vị thấy chưa? Nào, thiết kế với lại một củ bát 30 quý vị nhá, bát 30 nhé. Đây một em trung 20 nhìn thấy vật vã chưa, một em tép như này 30 nhé, một củ 30 vật vã chưa quý vị nhớ nhá, em nó là loa toàn giải đấy, toàn giải đấy. Rồi dòng loa này thì không phải nói rồi, sao lại có cái chữ là các cụ cứ phá đây, các cụ cứ thiếu chữ phá. CCC đây thôi nhé, em nó còn đẹp lắm, lung linh luôn nè. Đẹp như thế này thôi chứ quý vị ạ. Quý vị thông cảm cho có tiếng kêu thì vẫn phải đóng hàng thường xuyên gửi đi cho khách hàng nên là không thể chậm được. Tóm lại là vẫn phải làm hoạt động bình thường. Nên là quý vị thông cảm, nhiều khách bảo tại sao cứ tiếng đóng hàng cứ kẹt kẹt này, không thể nghỉ được. Đây nhá, bát 30 quý vị nhá. Khung xung quanh nhìn quá là chất thật. Em phải khui thùng luôn bởi vì là phía trước của em nó ê căng là không lột được. Giá của đôi này là 11.500 quý vị nhá. Đôi loa còn giải nhá. Quá chất luôn nhá. Đây quý vị nhớ mã này. BA này, model 1001 nhá. Nhìn em chưa, hàng đẹp lung linh. Đây, quay phía trước luôn cho quý vị nhìn ê căng phía trước của em nó đây. Đây ê căng sọc rất là nghịch. Đây, bát hết luôn. Tiếp theo giá của em nó là 11.500 quý vị nhé. Tiếp tục sang đôi loa thứ hai, phải nói là đôi loa khủng bố luôn. Em nói thật là vào trong điện thoại này cảm giác em nó quá là bé. Nhưng mà ra ngoài nó giật rất là to, quý vị phải đồ nhìn nhé. Cái khoảng cách này, 1 này, 2 này. Em nó chiều ngang 50 nhé. Chiều ngang 50 quý vị nhé. Hai lỗ thông hơi phía dưới vật vã. Bát 40 này. Quý vị nhìn chưa? Nói thật với quý vị là hiện tại là quý vị nhìn ở trong điện thoại của em cảm thấy nó thu nó bé lại tí, bé rồi. Ở ngoài nó to lắm. Nhá. Bát 40 quý vị nhìn tay thì biết đấy chưa? Bát 40 nhé. Bát 40 nhé.
màng giấy, gân mút, một chung, một tép, một siêu tép, được chưa? Vân gỗ, quý vị nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Bao vật vã, đây là chiều ngang 50 này, và chiều cao thế nào? Cho em đo luôn nhé, 1, 2, 3, chiều cao 60, quý vị nhé. À, để em quay ra phía sau cho quý vị xem chi tiết em nó, quý vị đợi chút. Để em ra phía sau em nó này, cho quý vị xem. Đây, à, đôi loa của em nó là KLH, quý vị nhìn nhé. KLH model PR950S, PR950S này. Chỗ này nó bị gạch mất 5/300W. Mới là mình cái gì, cái bị dịch của em 4W này. Quý vị đọc của em nhé. Hàng made in USA. Ok chưa? Đây, nó vẫn là mã nó, nhưng nó mục dần theo thời gian quý vị nhé, mở dần theo thời gian này. Thùng vách phía sau này rất là đẹp quý vị nhé. À, giá của đôi này là 11,8 triệu quý vị nhé, 11,8 triệu, em ghi trên nóc 11,8 triệu nhé. Bát 40 nhá, khủng vật vã, loa Mỹ quý vị nhé, 11,8 triệu, được chưa? Ra vật vã chưa? Úi giời, con kia bát 30 trên tour nhé, 40 chưa, con này loa toàn giải đấy, dòng chất luôn nhé. Tiếp tục sang tiếp một đôi loa rất là độc đáo nữa, dòng Henry. Đây, dòng Henry. Đây là màu vết màu vàng theo gân này, những cái này quý vị thích sạch thì quý vị về lau đi, lau cồn nó sẽ tẩy hết, chả cần đâu. Nó tất cả e căng còn đầy đủ hết này, e căng còn đẹp, zin như này đóng vào. Không có cái gì không quan trọng gì đâu quý vị nhé. E căng còn đẹp zin nhé. Đây là đôi loa Henry. Quý vị nhìn chưa? Màu vàng. Chiều cao của em nó là chiều cao của em nó là 80 nhá. Chiều cao 80 quý vị nhé. Đây. Chiều sâu 2, chiều sâu 30. Đây, phía sau lưng thùng vách, phía sau lưng của em nó còn rất là đẹp luôn nhá. Đây là đôi Henry, quý vị nhìn này, Henry LXL250, Henry XL250, hàng made in Canada quý vị nhé. Đây, đây. Quý vị xem giúp em quay điện thoại nên nó vẫn hơi rung đấy nhé. Hàng thùng vách còn rất là đẹp, không bị bể nở gì nhé, quá là đẹp luôn. Hàng bãi chưa dọn dẹp vệ sinh như này là đẹp lắm rồi quý vị. Quý vị đợi em chút. Vâng. Ở phía trước đây. Được chưa? Nó thiết kế cái mặt của em nó cũng hầm hố như một đôi Andy hôm trước màu đỏ nhé. Rất là hầm hố, nghịch, rất là chất. Được chưa? Gân cao su quý vị nhé. Gân cao su. Gân còn zin hết nhé. Gân zin luôn, tất cả còn gân zin hết quý vị nhé. Gân của em nó còn zin hết nhé. Giá của đôi Henry này, loa cây này là 4.950.000 nhé, 4.950.000. Đó là em vừa giới thiệu cho quý vị qua ba đôi loa. Nói chung mỗi con nó có một cái độc đáo riêng, một cái chất riêng. Quý vị nào có nhu cầu thì alo đến 0911 169 961. Em trân trọng cảm ơn.